lại với kênh YouTube Màu Audio. Thì trong tháng 8 này thì chào mừng một cái tháng bùng nổ về nhạc số, cũng như là các chương trình siêu khuyến mãi về âm binh nhạc số tích hợp đang có tại shop Màu Audio. Thì em sẽ làm một cái video để giới thiệu các bác và gửi tới các bác những âm ly nhạc số tích hợp đang có mức giá siêu khuyến mãi, siêu đãi cho các bác để các bác phải tham khảo. Thì chúng ta nói về âm ly nhạc số thì là gì? Là những âm ly mà có khả năng kết nối nhạc số như là các tín hiệu số như digital, như là Bluetooth này, USB này, hay là cổng quang giải mã Smart TV, hay là có khả năng chơi stream nhạc AirPlay, rồi có khả năng chơi ổ cứng, rồi chơi USB PC DAC, vân vân. Đó là những cái chiếc âm ly mà bây giờ đã được rất nhiều bác yêu thích bởi những cái kết nối không dây tiện lợi. Chúng ta có thể chơi nhạc qua các phần nền tảng nhạc số chất lượng cao như Spotify, Tidal hay Deezer vân vân, hay là qua ổ cứng, hay là những nhạc các bác có thể đào nhạc chất lượng cao về và chúng ta trải nghiệm nó trên các thiết bị âm ly nhạc số. Thì đó là một cái xu hướng nhạc rất là được đón nhận trong thời gian gần đây trên toàn thế giới. Và trong tháng 8 này tại shop nhà em sẽ có một cái chiến dịch để giảm giá cũng như là khuyến mãi rất là bùng nổ cho các bác, để các bác có thể yêu thích nhạc số và chúng ta có thể lựa chọn những chiếc âm ly nó phù hợp cho mình trong cái tháng này. Và đặc biệt là chương trình khuyến mại trong của tại Bờ Audio nhà em, thì trong tháng 8 tất cả các bác mua âm ly nhạc số tại nhà em sẽ được miễn phí free chép 500 ghi nhạc số miễn phí. Chúng em sẽ chép các bác 500 ghi nhạc số miễn phí, các bác có thể lựa chọn tùy thích những cái gu nhạc các bác mong muốn, nhạc hòa tấu hay nhạc quốc tế, hay là nhạc nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc cách mạng vân vân, các bác có thể lựa chọn tùy thích và bên em sẽ lựa chọn và chép nhạc cho các bác phù cho nó phù hợp, tặng miễn phí 500 ghi nhạc các bác. Ok, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những lại cái chiếc âm ly đầu tiên mà anh em bán rất nhiều, sẽ có đó là chiếc Onkyo TX 820 hàng mới 100% bảo hành chính hãng 1 năm. Và chiếc này thì đã sẽ được bán cho các bác mức giá ở trong tháng 8 này với mức giá sẽ chỉ còn có 9 triệu và được hỗ trợ bao ship toàn quốc các bác nhé. Chỉ còn có 9 triệu và bao ship toàn quốc đối với Onkyo TX 820 này trong tháng 8. Các bác mua nhanh thì chúng ta có được mức ưu đãi tốt. Và con này thì sẽ có những kết nối cơ bản, chúng ta sẽ có kết nối khả năng chơi Bluetooth này, nghe đài FM, và đặc biệt là kết nối cổng quang giải mã 24 bit từ Smart TV xuống để các bác có thể kết nối và đấu ra hai cặp loa cùng một lúc cũng được, rất là khỏe luôn. Và tiếp đến đây, chúng ta sẽ có một cái chiếc âm ly cũng tương tự về cấu hình. Đó là Denon PMA 600NE, có mức giá, mặc dù hãng đã tăng giá chiếc này rồi bởi vì do đứt chuỗi cung ứng đầu vào, tuy nhiên là shop em sẽ vẫn còn cho bác giá chiết khấu vô cùng tốt, nó chỉ có 9 triệu cũng là 9 triệu luôn, và hỗ trợ bao ship toàn quốc đối với Denon PMA 600NE này. Và em tin đây là một sản phẩm có mức giá rất ưu đãi tại shop nhà em, shop Bờ Điều. Tuy nhiên là chiếc này chỉ còn có 3 chiếc thôi, bác nào mà hết chương trình, hết hàng thì cũng sẽ hết chương trình khuyến mại luôn đối với chiếc Denon PMA 600NE này, với công suất lên tới 2 kênh là 70W một kênh ở trở kháng 4 ohm. Tiếp đến sẽ là một chiếc âm lý số nữa, là Boston Acoustic BA250, một trong những chiếc âm lý số karaoke tích hợp nghe nhạc xem phim. Đây, chiếc này thì cũng giá vô cùng ưu đãi cho các bác, với khả năng chơi karaoke tích hợp sẵn mic này, có cổng USB để chúng ta căn chỉnh nhạc từ bên ngoài vào này, căn chỉnh vào phần mềm này, USB nhận MP3 này, có khả năng Bluetooth, có màn hình cảm ứng luôn này, nút vặn, và có thể nghe nhạc xem phim hay hát karaoke, thậm chí là dạng only one luôn. Thì chiếc này sẽ có mức giá cho các bác là 11 triệu và bao ship toàn quốc. Có một điều đặc điểm đặc biệt là khi các bác mua hàng tại shop nhà em thì hầu hết các bác sẽ được bao ship hết, đều được miễn phí ship hết trên tất cả các phương diện mua hàng, đều yên tâm là như vậy. Đó là cái đặc điều là đặc biệt, các bác không phải lo to lăn tăn về phí ship. Thì đặc biệt với chiếc BA250 này cũng sẽ là một được tặng miễn phí chép 500 ghi nhạc và tặng và giá 11 triệu và bao ship toàn quốc đối với chiếc Boston BA250 này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến những sản phẩm mà âm ly nhạc số tích hợp nó cao cấp hơn một chút, có khả năng chơi stream nhạc, có khả năng chơi điều khiển qua app vân vân. Đó là Yamaha RN803, hỗ trợ phần mềm nền tảng MusicCast để các bác có thể điều khiển qua app MusicCast và chúng ta chọn những bài hát MusicCast, chọn những bài hát trên app MusicCast và chúng ta điều khiển qua USB hay là các ngõ đầu vào như là cổng quang, rồi chúng ta có thể chỉnh cả bát chép luôn và chơi AirPlay vân 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 vân. Thì chiếc này cũng sẽ có mức giá rất tốt cho bác trong tháng 8 này, sẽ có mức giá là 15 triệu các bác, chốt nhanh em sẽ bán 15 triệu cho số lượng rất có hạn thôi đối với tháng 8, và vẫn tặng các bác đầy đủ là 500 ghi nhạc đối với Yamaha RN803 này. Và một cấu hình cũng tương tự, âm nhạc số được bán nhiều nhất đối tại thời điểm bây giờ thì nó là một chiếc được bán tốt nhất ở tại Bờ Mông Audio, và em cũng tin là trên thị trường cũng là sản phẩm bán chạy nhất. Ở đó là chiếc Denon DRA800H với khả năng chơi Apple này, Amazon Alexa này, rồi
hỗ trợ đài FM này, Bluetooth Wi-Fi, AirPlay 2, vân vân. Đó chính là những kết nối nhạc số. Ở đây có thể khả năng kết nối hai cái cổng loa luôn, AB như thế này. Và chúng ta có một cái điều khiển qua app, vân vân. Thì chiếc này cũng sẽ được bán mức giá vô cùng ưu đãi là 15.350.000, hỗ trợ bao ship toàn quốc và tặng kèm cho các bác là 500 ghi nhạc miễn phí các nhá. Đó là về đề nông. Và tiếp đến chúng ta sẽ có một thương hiệu là thương hiệu Mazang, do nhà phân phối Đông Thành Hòa Phúc phân phối, thì sẽ có hai sản phẩm là Mazang CR412 và 612. Đó, thì hai sản phẩm này đều là hai sản phẩm âm thanh nhạc số tích hợp, dạng là đánh cho các cặp loa bút xeo rất là hay và khỏe, sở hữu mạch Class D, Bluetooth, USB, cổng quang giải mã và có khả năng chơi hai cặp loa và cực kỳ là khỏe, hiệu suất hoạt động rất là cao các bác, rất là cao luôn. Và Mazang CR412 sẽ có mức giá ưu đãi là 14 triệu tặng 500 ghi nhạc và bao ship, cũng như là Mazang CR612 có mức giá là 16.900.000 đồng và tặng 500 ghi nhạc và hỗ trợ bao ship toàn quốc. Thì hai con này khác biệt nhau một chút là con này sẽ có thêm app điều khiển wifi trên đó, và app điều khiển chúng ta có điều khiển cho hay hơn và sử dụng là heo, dùng chung heo với đề nông. Bên này đây cũng sẽ một âm ly, cũng là âm ly nhạc số luôn, Pioneer VSX-L304, cũng là một trong âm ly receiver kiếm nhà xem phim và tích hợp nhạc số rất là hay và cũng đạt chuẩn là chuẩn Hi-Res Audio. Đây, chuẩn Hi-Res Audio mang lại rất nhiều trải nghiệm về nhạc số, như là nghe nhạc ở Spotify, Tidal, Deezer này, có khả năng hỗ trợ Wi-Fi, app này, ổ cứng này, công suất cực kỳ khỏe lên tới 185W một kênh ở 9.2 kênh. Con này thì cực kỳ khủng, hỗ trợ hình ảnh 4K luôn, Dolby Atmos này, đó. Và có mang lại cái trải nghiệm rất là tuyệt vời khi chúng ta chơi nhạc số với mức giá rất sốc và ưu đãi tại Bờ Audio. Sẽ có mức giá sẽ chỉ là 19 triệu, bao ship toàn quốc tặng 500 ghi nhạc miễn phí các bác nhá. Rất là tuyệt vời. Và không để các bác chờ lâu nữa, đó chính là chùm cuối, chiếc âm ly được giảm giá sâu nhất và nhiều nhất và có cấu hình khủng nhất, cũng như em nghĩ là không phải khủng nhất trong tầm giá thôi. Đó là đề nông PMA 150H, một trong những chiếc âm ly nghe nhạc hai kênh thuần túy, nghe nhạc hai kênh thuần túy luôn. Và có khả năng có sở hữu DAC lên tới 32 bit, DSD 11.2, rồi rất nhiều những cấu hình rất là khủng khiếp như AirPlay 2, rồi app điều khiển qua Hi-Res, rồi Bluetooth Wi-Fi, đầy đủ hết, không thiếu một chiếc nào cả. USB DAC cũng có luôn, chiếc này có cả USB DAC nữa. Có lẽ nó là hình như là chiếc duy nhất nãy giờ là có USB DAC. Và có mức giá chiết khấu vô cùng tốt, siêu khuyến mại cho tại Bờ Audio và duy nhất tại shop em một chiếc siêu khuyến mại như vậy, với mức giá lên tới là 29 triệu, giảm chỉ còn 16.300.000 đồng và bao ship toàn quốc tặng kèm các bác 500 ghi nhạc chép miễn phí theo yêu cầu các bác. Và bác nào mà nhanh đang nghiên cứu cấu hình một chiếc âm binh nhạc số tích hợp thì em nghĩ là nên phải chốt ngay chiếc này này, rất là hay và mức giá rất là tuyệt vời luôn. Đề nông PMA 150H, em tin là nó sẽ chinh phục tất cả mọi đôi tai khó tính, toàn bộ là bên ngoài ốp bằng nhôm nguyên khối hết, rất là nặng và chắc chắn dày dặn luôn. Thì tất cả chương trình khuyến mại này của em sẽ được áp dụng trong tháng 8 tới đây, và video này sẽ giới thiệu các bác, cũng như là để các bác có thể quan tâm, cũng như là chào đón những sản phẩm đang có chương trình giá siêu sốc âm ly nhạc số, sạc tháng của nhạc số, tháng nhạc số lên ngôi sẽ được bùng nổ trong tháng 8 này, để phục vụ các bác đang có nhu cầu muốn sử dụng những bộ dàn nó có tính, có chất âm hay và có tính thời thượng, và chúng ta có thể tốn ít thời gian để trải nghiệm âm thanh, nghe nhạc, do bây giờ cuộc sống nó rất là hối hả và chúng ta có ít thời gian hơn để bên gia đình, thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian nghe nhạc số nhanh, chất lượng cao và mang lại cái cảm xúc tuyệt vời nhất cho các bác. Và video quay toàn bộ kho sản phẩm đang có chương trình sale cho âm ly nhạc số trong tháng 8 này của em xin phép dừng lại tại đây. Và rất cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi những cái mẫu sản phẩm em vừa quay tại đây, và đây cũng chỉ là một góc kho hàng của nhà em thôi. Nhà em cũng một kho hàng để hôm nào sẽ có cơ hội sẽ review cho bác cái kho hàng tại nhà em, nhưng bây giờ thì xin phép dừng lại tại đây và cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi toàn bộ những cái video và những sản phẩm đang có chương trình khuyến mãi trong tháng 8 này các bác nhá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.